Chào cô, xe cô bị làm sao vậy? À, tôi cũng chẳng rõ nữa. Tự nhiên tôi đang đi thì nó bị chết máy. Tôi gọi đội cứu hộ khẩn cấp rồi, nhờ mãi người ta cũng chưa tới. Để tôi kiểm tra thử xem thế nào nhé. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Xe của cô bị hỏng van điều áp. Đây là nguyên nhân khiến động cơ bị lỗi và xe chết máy đột ngột. Vậy sao? Thế bây giờ tôi nên làm gì? Tôi là thợ sửa xe nên lúc nào cũng mang đồ theo người. Để tôi thay giúp cô. Ôi, nếu mà được thế thì may quá, phiền anh ạ. Xe của cô được rồi đấy. Anh giỏi quá, cảm ơn anh. Không có gì. Chi phí thay van điều áp của tôi hết bao nhiêu? Để tôi gửi anh. Bình thường tới cửa hàng sẽ mất 500 nghìn. Nhưng tôi lấy cô 300 thôi. Coi như là tôi giúp cô. Anh cứ cầm cả đi, không cần phải trả lại cho tôi đâu. Tôi nói rồi, tôi chỉ giúp cô thôi. Cô cầm đi. Thôi, không cần đâu. Xe này của tôi mà mang vào gara chắc chắn là mất nhiều tiền hơn rồi. Chỗ này có đáng là bao nhiêu đâu, anh cứ cầm lấy. Tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi có nguyên tắc của mình. Tôi nói giúp là giúp. Anh này, nếu mà anh đã kiên quyết không lấy tiền công, thế anh có thể cho tôi số điện thoại và địa chỉ của anh được không? Cô không phải suy nghĩ gì đâu, sẵn tiện thì tôi giúp thôi. Thôi, tôi phải đi rồi, chào cô nhé. Vậy thì tôi cảm ơn anh nhá, thật ngại quá. Cái gì cơ? Ở công trường xảy ra tình trạng công nhân đình công á? Thôi chết rồi. Tôi đang xảy ra một chút việc, lát nữa tôi gọi lại nhá. Ấy ơi, đau quá, tôi chết rồi, mất cái chân tôi rồi. Anh ơi, anh có sao không ạ? Có sao với chẳng cái gì nữa, cô đâm gãy chân tôi rồi đây này. Rồi ôi, mất cái để đi lại rồi. Nhưng mà rõ ràng là tôi chỉ đi có mỗi mấy cây số xin giờ thôi, làm sao mà đâm gãy chân anh được? Cô không đâm một xe tôi thì làm sao tôi ngã như thế này được? Cô nhìn đi, nhìn thấy chưa? Ôi, à. Thì gây tai nạn xong thì chối bỏ trách nhiệm mà. Đừng có mơ nhá. Anh thôi đi được rồi đấy. Mấy cái trò lừa đảo này của anh tôi không lạ nữa đâu. Đừng có. Đấy, cái chân đau muốn chết của anh nó có thể di chuyển bình thường được rồi đấy. Ờ thì chân nó không sao. Thế nhưng mà cái xe của tôi đang sao này. Cô đâm hỏng xe của tôi rồi, đền đi. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ đưa cho mấy cái dạng lừa đảo như anh, dù chỉ là một đồng. Cô bảo ai là lừa gạt đấy à, hả? Câu này anh mở miệng ra hỏi tôi, anh không cảm thấy xấu hổ à? Không có xấu hổ với xấu mèo gì hết. Hôm nay cô không đền tiền sửa xe cho tôi, đừng hỏng đi đâu hết. Thôi được rồi, bây giờ như thế này đi. Chúng ta sẽ tìm một cửa hàng sửa xe gần nhất. Sau đó thì xem xe của anh hỏng hóc như thế nào, rồi sẽ tính đến chuyện bồi thường. Đi thì đi, tưởng tôi sợ cô à? Ông chủ ơi! Cho nhờ cái ông chủ ơi! Có chuyện gì đây? Có sửa xe máy không? Xe gì chả sửa được. Ơ, thì ra là anh làm việc ở đây à? Không biết hai người quen nhau à?
Cũng không phải là quen biết, chỉ vô tình gặp trên đường thôi. Tôi bảo này, từ đứa kiểm tra xe xong ấy, cứ báo là xe hỏng nặng lắm, sửa đâu 5-7 triệu. Lát lấy tiền bồi thường xong, tôi đưa cho anh 1 triệu. Anh dùng thủ đoạn này lừa bao nhiêu người rồi? Dạ nào thì làm thế đi, làm chuyện thế nhỉ? Vừa rồi hắn ta thì thầm to nhỏ với anh cái gì đấy? Anh ta muốn thông đồng với tôi để lừa cô đấy. Xe của anh không vấn đề gì đâu, chỉ xe sát tí thôi, anh cầm về đi. Thay vì suốt ngày đi lừa gạt người khác như thế này, chỉ bằng anh kiếm một công việc tử tế nào đấy mà làm sẽ tốt hơn đấy. Mày được lắm. Anh này, sao vừa rồi anh không đồng ý với lời đề nghị của anh ta? Nghèo cho sạch rách cho thương, tôi có đầy đủ tay chân, tôi có thể tự làm việc nuôi sống bản thân mình. Hơn nữa, mấy đồng tiền từ việc lừa gạt người khác tôi không cần. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp anh đã giúp đỡ tôi rồi. Tôi có thể nào mời anh một bữa cơm coi như là lời cảm ơn được không? Tôi chỉ làm những điều mà mình thấy đúng đắn thôi. Tôi biết, nhưng mà từ trước đến nay tôi không muốn nợ nần ai cả. Xem ra cô khá sòng phẳng nhỉ? Đúng vậy. Nếu như tôi có nợ ai đó một cái gì mà không trả ơn được thì bản thân của tôi sẽ cảm thấy rất là áy náy và day dứt. Vậy nên là... Tôi hiểu rồi. Vậy cô đợi tôi một chút để tôi dọn hàng. Cảm ơn anh. Ai đây? Không phải chủ tịch tập đoàn ABA đấy sao? Hình như là do chị không tranh giành được chức chủ tịch với cả tôi nên là vẫn cay cú à? Em nói thế mất quan điểm quá. Không cần phải quản lý tập đoàn, chỉ việc ngồi không hưởng thụ thôi, khiến chị vui gần chết đây này. Làm gì có chuyện cay cú. Bà đừng bảo đây là bạn trai em nhá. Anh ý là ai? Không có liên quan tới chị đâu. Em độc đáo thật đấy. Bố sắp xếp cho bao nhiêu cuộc xem mắt tới các công tử tập đoàn nổi tiếng, còn có cả mấy anh diễn viên người mẫu đẹp trai nữa. Thế mà không chịu, lại đi hẹn hò với loại đàn ông này à? Anh ấy không giàu có, không nổi tiếng, nhưng mà nhân cách thì sẽ tốt đẹp hơn một số bộ phận người giàu như các chị gấp 100.000 lần đấy. Này, mày đừng có mà láo nhá. Chị cứ bình tĩnh lại đi, đây là nơi công cộng, chị phản ứng thái quá sẽ không có tốt cho hình ảnh mà chị đã gây dựng bấy lâu nay đâu. Hít thở thật sâu, diễn tốt cái vai tiểu thư đài các chị nhá. Chúng ta đi thôi, tôi thấy là chỗ này đã hết vui rồi. Đi thôi, còn chờ gì nữa? Xin lỗi anh nhá, vừa rồi chị gái của tôi có ăn nói hơi thiếu suy nghĩ, mong anh thông cảm. Hai người có vẻ không được thân thiết cho lắm nhỉ? Đấy là chị gái cùng cha khác mẹ với cả tôi. Chị ta luôn nghĩ do mẹ con của tôi đã cướp đi cha của chị ấy nên là ngay từ nhỏ luôn có thái độ thù địch với cả tôi. Tôi hiểu rồi. Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi, anh không hiểu được đâu. Tôi cũng là đứa con ngoài dã thú của bố tôi. Thì ra là chúng ta giống nhau. Không giống. Bố của cô giàu có, còn bố tôi thì không. Thế sao anh lại chọn nghề sửa xe? Tôi không chọn nghề, mà là nghề chọn tôi. Trước đây, tôi đã từng là vận động viên quyền anh, nhưng do gặp chấn thương nên mới phải giải nghệ. Sau đấy thì tôi về tiếp quản cửa hàng sửa xe của bố tôi. Vậy anh có yêu công việc này không? Nghề nào cũng cao quý cả. Dù công việc này luôn phải tiếp xúc với dầu mỡ, nhưng tôi lại thấy đây là công việc sạch sẽ. Và tôi luôn biết ơn vì nó đang nuôi sống tôi. Anh nói rất đúng. Tôi rất vui khi được quen biết với cả anh. Tôi cũng vậy. Thôi chúng ta đi ăn nhé. Để tôi lái xe cho.
anh kia. Tôi đã nói là anh đứng lại cơ mà. Cô là ai mà sao cứ cấm cản tôi mãi thế? Tôi là trợ lý của tân chủ tịch tập đoàn này. À, thế là cô là trợ lý của My à? Cô cứ cho tôi vào đi, cô sẽ không phải hối hận đâu. Thôi được rồi, anh nói đi. Anh Phi sồng sọc lên đây đòi gặp tân chủ tịch của chúng tôi có chuyện gì? Không giấu gì cô, tôi là người yêu của My. Hôm nay tôi đến chúc mừng người yêu tôi cũng là lẽ thường mà. Vậy tại sao anh không gọi điện chúc mừng? Cái cô này buồn cười. Gọi điện thì còn gì là thành ý nữa. Với lại dù gì đã lâu tôi chưa gặp My, nên hôm nay tôi phải đến tận đây. Vậy thì tại sao anh không xin lịch hẹn, rồi bên tổ chức sẽ sắp xếp cho anh gặp? Chứ tự nhiên anh xông vào thế này, vô tổ chức, không được đâu. Thì tôi đâu biết được những cái điều này. Dù sao ấy, tôi cũng đến đây rồi. Hay là cô cứ cho tôi gặp My đi. Tôi gặp một chút thôi, rồi tôi sẽ về. Chuyện này... Đi mà cô trợ lý, giúp tôi với. Thôi được rồi, tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch. Nếu như chủ tịch đồng ý thì tôi sẽ cho anh vào. Còn nếu không thì xin mời anh về cho. À, thế cũng được, cô gọi giúp tôi. Alo. Thưa chủ tịch, có một chàng trai tự xưng là bạn trai của cô. Anh ta cứ nằng nặc đòi gặp cô bằng được ạ. Để anh ta vào đi. Dạ vâng ạ. Mời vào. Thưa chủ tịch, anh này cần gặp chủ tịch ạ. My, không ngờ anh lại được gặp em rồi. Cô có thể ra ngoài được rồi, về làm việc của mình đi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Cảm ơn cô nhé. Về đi. My, anh biết ngay mà. Kiểu gì em cũng trúng được cái chức chủ tịch. Anh chúc mừng em nhé. Anh đừng có mất vòng vo nữa, vào chủ đề chính đi. Anh tìm em có việc gì? Mới có 2 năm không gặp, sao em lạnh lùng với anh thế? Chẳng nhẽ là anh muốn em nhào tới ôm hôn anh rồi tay bắt mặt mừng thì anh mới vui à? Thật lòng là anh cũng có chút mong chờ điều đấy. Nếu mà mục đích của anh tới đây là để tái hợp với cả em thì chia buồn với anh quay vào ôm mất lượt rồi. Sao thế? Chẳng lẽ em có bạn trai mới rồi à? Đúng vậy. Anh không tin. Anh không tin cũng được. Vì dù sao đi nữa, bây giờ chúng ta cũng đâu có liên quan đến nhau. Sao em lại nói như thế? Anh và em đã có những ngày tháng bên nhau rất là mặn nồng. Em quên rồi à? Em không hề phủ nhận, cũng không hề chối bỏ. Vấn đề đấy là quá khứ rồi. Vậy nên là anh hãy để cho quá khứ ngủ yên đi, đừng có nhắc lại nữa. Ai? Là ai đã có được trái tim của em vào lúc này? Đến rồi đây. Ý em là người yêu mới của em làm thợ sửa xe á? Thì sao? Không được à? Không được, nhất định không được. Thợ sửa xe là một cái nghề bẩn hàng, lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ bẩn thỉu, làm sao mà hợp với em được? Hạ thấp giá trị của người khác không khiến cho giá trị của anh cao hơn đâu. Cô đến đây có chuyện gì thế? Em yêu, anh đã bảo là xe hỏng ấy thì để anh đi sửa cho. Đích thân đến đây để làm cái gì? Anh đang nói linh tinh cái gì đây? Anh biết là em không thích anh thể hiện tình cảm cùng em trước mặt người khác. Nhưng mà dù sao ấy thì anh với em cũng sắp kết hôn rồi, em ngại cái gì? Hôm nay tôi có xe đặt trước hết rồi, hai người mang xe về đi. Anh đừng có hiểu nhầm, mối quan hệ giữa chúng tôi... Xin lỗi, không có gì hiểu lầm hết. Hai người có quan hệ như thế nào cũng không liên quan đến tôi. Em vẫn giận anh chuyện hôm trước đấy à? Hôm đấy anh chỉ muốn ra kiểm tra xem cái anh chàng sửa xe kia có tình cảm với em thật hay không thôi mà. Anh đừng làm như anh thực sự quan tâm đến em như vậy. Anh không quan tâm đến em thì còn quan tâm đến ai nữa? Anh quan tâm tới em hay là quan tâm tới tiền của em? Trong mắt em, anh trở thành một người tồi tệ như vậy từ bao giờ thế Mỹ?
Trợ lý của em đã điều tra rõ ràng rồi. Mấy năm nay anh đều sao đọa vào cờ bạc, và số tiền nợ đang là 8 tỷ đồng. Anh nhìn những hình ảnh này đi, quen không? Khi mà em còn tôn trọng anh thì tốt nhất anh nên biết điều. Rắc rối của anh tự mình gây ra thì hãy tự mình giải quyết đi, đừng có tìm tới em. Mỹ, anh ơi, cho em gặp anh Hiếu với ạ. Cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi là Hiếu đây. Chào anh, tôi là Ngọc Anh, trợ lý của chủ tịch My. Anh Hiếu, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được chủ tịch của tôi thôi. Chủ tịch của tôi bị bắt cóc rồi. Cô ấy bị bắt cóc thì liên quan gì đến tôi? Hiện tại, kẻ bắt cóc ra điều kiện là người nhà chủ tịch phải một mình mang 10 tỷ tiền mặt tới giao cho anh ta, đồng thời là không được báo công an. Nếu không anh ta sẽ thủ tiêu chủ tịch. Nhưng tôi đâu phải là người nhà của cô ấy. Chắc anh cũng biết, bố của chủ tịch đã bị đột quỵ phải nằm liệt giường. Còn người chị cùng cha khác mẹ thì lại chẳng ưa gì cô ấy. Nếu như biết chuyện này, chắc chắn cô ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, rồi khiến chủ tịch bị thủ tiêu để chiếm đoạt vị trí của cô ấy đấy. Em chịu khó chút đi, anh cũng không muốn làm như thế này. Thế nhưng mà tại vì em tuyệt tình với anh quá. Chỉ cần người của em giao đủ cho anh 10 tỷ, anh sẽ thả em ra, đơn giản thế thôi. Tôi mang tiền đến rồi đây. Là mày à? Tôi đã mang tiền đến theo đúng yêu cầu của anh, giờ thì thả mi ra. Tao không ngờ mày lại là người đến để cứu mì. Không sao, bỏ tiền xuống đây tao kiểm tra đã. Nhanh, đứng lùi lại. Tôi đã khống chế được anh ta rồi, các anh vào đi. Anh Trần Việt Quang, anh đã bị bắt về tội bắt giữ người trái phép và tống tiền. Các đồng chí, giải đi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi bắt tên tội phạm này. Bây giờ chúng tôi phải giải hắn lên công an thành phố. Sắp tới, chúng tôi sẽ cần anh lên để hỗ trợ công tác điều tra. Dạ vâng, tôi luôn sẵn sàng. Chào mọi người. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô không sao là tốt rồi. Em đi ra ngoài đánh xe vào. Chủ tịch với anh Hiếu ra sau ạ. Anh có còn giận tôi không? Tôi không hề giận cô. Trái lại, khi biết cô bị bắt cóc, tim tôi như muốn bay khỏi lồng ngực. Anh nói như vậy tức là ở trong lòng của anh có tôi à? Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã có tình cảm với cô rồi. Thế tại sao anh lại không thổ lộ ra? Tôi là dân võ, vụng về trong cách ăn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cho đến khi biết cô là chủ tịch tập đoàn EVA, tôi lại cảm thấy khoảng cách của chúng ta càng xa. Cho nên anh Hiếu, anh không cần phải nói gì nữa đâu. Em hiểu hết rồi. Nếu như anh là người vụng về ở trong chuyện thổ lộ tình cảm thì cứ để em. Em yêu anh là bạn trai của em nhé.